Hello, xin chào quý khách hàng quay lại với cửa hàng mắt kính Thái Quang. Thì hôm nay bên Liêm được khách hàng gửi cái gọng kính mát của Ray-Ban ha, vào cho Liêm để Liêm ráp cái cặp chồng đổi màu của Jimmy chính hãng của Singapore. Thì đây là hai cái phòng chồng thủy tinh, phôi chồng kính mát của khách hàng thì Liêm đã tháo ra và Liêm giữ lại cho khách hàng ha. Cái dòng chồng Ray-Ban G15 Lens màu xanh thủy ha, màu xanh ve chai ha, là gọi là xanh Ray-Ban á, rất là đẹp. Thì ráp cái chồng này là 1.67 ha, của Jimmy, của Singapore, rất là đẹp, đây, chính hãng ha. Thì cái đây, thì nó có tem giá đầy đủ hết ha. Và cái khăn chồng thì chắc là mọi người theo dõi thì mọi người sẽ biết ha. Thì ngoài ra cái hộp kính, cái gọng kính này rất là đẹp ha, nên em quay lại giới thiệu cho mọi người cùng xem. Đây thì Ray-Ban ha, đây có mã số luôn đó, màu đen nè, G15 màu xanh ha. Đó, cái đây cái thông số của cái gọng kính đây. Đó, không để mọi người đợi lâu thì em sẽ lấy ra cho mọi người xem luôn ha. Cái bao da vân rất là đẹp ha. Đó, mọi người coi. Đó, đây là gồm có khăn của Ray-Ban và cái cuốn sách ha. Thì chắc ai sở hữu thì mọi người sẽ tìm hiểu và biết thêm ha. Đây, đó, cái khăn của Ray-Ban. Đây, cái bao da cũng rất là đẹp. Đây. Còn đây là cái gọng kính ha, rất là nhẹ của Ray-Ban này. Cái bát kính ha, mọi người coi đầy đủ để cho mọi người biết ha. Thì Liêm cái thông số của cái gọng kính. Thì cái này Liêm là ráp cái chồng cận đổi màu, đổi màu rất là đậm ha, của 1.67 là siêu mỏng luôn, chống tia xanh và chống UV đầy đủ, mỏng hơn 35% so với loại chồng thông thường ha. Chống tia xanh thông minh nè, và nó lên màu rất là đậm, tương đương với kính mát ha, và nó sẽ rất là nhanh, tầm khoảng mấy giây thôi thì một chút Liêm test cho mọi người xem ha. Thì bây giờ Liêm sẽ test cho mọi người xem nha, nó lên màu nhanh như thế nào của cái dòng chồng này. Liêm sẽ để cho mọi người xem cái dòng chồng. Thì nó khách quan là nó có cái đồng hồ đây ha, và nó sẽ nhanh như thế nào. Nó bắt sáng rất là nhanh ha. Liêm để cho mọi người xem nha. Liêm đây bấm chỉ cần khoảng 10 giây thôi, 10 giây thôi, 8, 7 nè, 6 nè, 5 nè, 4 nè, em để 3, 2, 1 ha, và hết ha, tự động nó tắt nè. Mình thấy rất là đậm ha, cực kỳ đậm, giống như kính thì nó sẽ rất là râm. Cái màu váng tím rất là nổi bật ha, cả hai mặt luôn. Nên mình thấy không, cái lớp váng kính nè. Cái dòng chồng này nó chống tia xanh rất là tốt nha, chống tia xanh. Rồi coi cái mức xanh ha của cái dòng chồng này, để vào nó hoàn toàn nó cắt ha. Thì bên Liêm tại vì nó hơi sáng nên mọi người sẽ khó thấy á, em sẽ hạ cái độ sáng xuống cho mọi người xem nha. Đây rất là đậm nha. Đây và nó đây, mọi người thấy không, chống tia xanh rất là mạnh mẽ, mọi người thấy không. Và phía sau cái chồng kính đó, nó không có bị ấy quá, nó không bị ấy quá. Rồi đây, rất là đẹp, dòng chồng rất là ưu việt nha, chính hãng của Singapore, Jimmy, đổi màu rất là nhanh. Thì nó có 1.61 với 1.67, còn một chút mà nó sẽ giúp cho chồng nó mỏng hơn. 1.61 thì nó mỏng hơn khoảng 15-20%, 1.67 thì nó mỏng tới 35%. Để tiêu chuẩn của FDA và EU đầy đủ ha. Rồi vậy coi như là Liêm giới thiệu xong và Liêm chuẩn bị, nó nhả màu cũng rất là nhanh ha, rất là đẹp. Thì Liêm chuẩn bị Liêm đóng gói và Liêm gửi về cho khách hàng. Rồi Liêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách nha.